Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Sư Phụ Đức Phật Thầy, Phật Tổ Đức Thầy chứng minh cho đệ tử chúng con. Và tất cả toàn phinh viên của Ngài toàn là người hiếu học, đạo rất là tinh tấn. Nhưng trong thời kỳ mạt hạ, xin kính thưa quý vị, trong một buổi thiết chiều, Thầy xin kết thúc và kể chuyện cho tất cả quý vị nghe. Và chúng con được hiểu thêm một phần nữa để tiến đạo. Vậy đó, rồi bình tĩnh đi. Tiến đạo. Mình bây giờ phải xử lý nó mình. Mình phải tu, mình phải chân thật. Mình phải làm bằng cách nào cho nó đẹp ý với mình. Đẹp ý mình, đẹp ý ngoài đó. Rồi mình sẽ làm bằng cách nào cho xứng đáng là một người con Việt Nam, một người con của cha mẹ, một con linh hồn của Thượng Đế. Mình phải trồng cây đạo đức. Mà trồng không kịp, thở xưa nay đó, bất giờ tất cả các vị mà không hiểu gì hết đó, bây giờ trở tay không kịp rồi đó. Chứ không phải nói tu với kiếp ngộ nhất thời. Ngộ tức thời là tất nhiên người ta đang học, người ta bỏ học vì quá bài bổn khó, hoặc là gia đình đó, không ai nuôi cha mẹ, hoặc là mình phải giữ em, rồi mình phải đi bán giấy số rồi đó. Thì sau này đó, phụ huynh học sinh kêu lợi là ngộ, là ta học lợi là ta biết rồi, vì ta có cái học cũ rồi đó. Còn cái này không có, không có tức thời được đâu, không có giác ngộ mà tức thời được đâu. Còn người ta tu không được đó, ta bị đủ thứ đó, đe dọa khảo tra này kia, giờ tỉnh lại rồi, ta xé bức tường vô mình, đi lợi liền cấp kỳ, ta tu là ta đắc đạo. Bây giờ ta có rồi, vậy đó. Còn mình không có gì hết mà mình nói tu, chờ đang hung dữ bảo tàng làm đủ chuyện hết âm mưu, là bây giờ mình tức thời là tức thời sao? Tức thời chết á, nó như vậy. Phật nói mình phải hiểu, chứ không thể nào hết. Kết thúc hôm nay thì cho tất cả anh chị em của mình cùng toàn thể trong Phật giáo Hòa Hảo và tất cả các tôn giáo, anh em nào cũng được hết, mà ở chùa cũng được, ở đâu cũng được hết, miễn nghe đôi lời hay ý đẹp được rót rỉ vào tai, hoặc là có duyên thì cứ đến đây thì thầy sẽ nói chuyện cho nghe. Nếu mà nghe không được rồi thì không có duyên đó, thì không bắt buộc người ta nữa. Đó, như vậy thì hôm rày thì cũng có thâm nhập nhiều câu nói, nó cũng không có được xứng đáng đối với tất cả các vị tha phương, hoặc là tha nhân, hoặc là người ở phương xa, ở gần, trong và ngoài. Xin kính thưa tất cả anh em ấy đều hoan hỷ hết, vì bần sĩ đâu có học, đâu có học, mà cũng phải chưa phải là cầm cái bút mà viết cho nó nhanh lẹ được nữa. Chỉ bây giờ thì coi chữ, coi kinh đều được thôi. Thì những cái mà các vị mà học giỏi thì ta nương theo cái học đó để ta nói ra. Còn này thì không có nương theo học. Mà Đức Ngài có nói, có học mà biết là thường, không học mà biết là đường thánh nhân. Có nghĩa là không học mà biết. Vì cái biết đó, đó nó cũng có nhiều đời ẩn tàng rồi. Bữa nay thì ngày nay được trên trước á, mượn trên trước sai, trên trước khiến, trên trước điều độ xuống. Vì thấy cái đời mạt hạ đó, chúng sanh đã khổ hết, đã lâm vào hết, thì phải có cái người khơi lên, nhắc lên, truyền lên. Thì người ấy nếu có duyên thì mau thức dậy, mau tỉnh ngộ, còn không thôi. Đấy, như vậy. Thì hôm nay đó bần sĩ thầy tạm thời tất cả con cùng là các vị kêu thôi, không sao. Nói như vậy đó. Nhưng mà mình làm sao cái buổi hạ quân này đó, mình ráng tu làm sao nào mình đừng có hạ tầng mấy cấp xuống địa ngục, và biến đổi lại mình thành thú nè, thành con này nè, con kia nè. Vì cái tâm của mình nó không lành, cái tánh không có tốt, mà xấu nữa, mà ác nữa, thì mình đã rơi địa ngục rồi đó. Thì cảnh hạ giới này nó đang chờ đợi mùa mạt hạ, rồi tới thượng hạ, tới thượng quân. Thượng quân thì đang lọc lượt, nếu mà tất cả các vị nào tốt, trung can nghĩa khí, các vị nào mà rất là cao cả, thì quay cái giai đoạn của chiếc thiền vũ trụ này nói đại đi, thì trời đã tạo lại cho quý vị mảnh đất, Phật đã lập đời để mà thâu những vị đó, lập phong thần kỳ chót, mấy vị được lên thượng hạ trung thượng, nói như vậy.
còn đừng có để rơi xuống như cái mùa mạt hạ này mà rơi xuống cái cảnh hạ giới này thì mình rơi địa ngục hết. Quay những con thú đó nó khôn, con chó hay là con gì mà mình thương nó đó, rồi mình cho nó, mình nhốt nó, khột nó, hay là mình cho ăn, hay là mình nuôi dưỡng gì đó mà mình thấy nó dễ thương, hầu như là nó cũng tuổi thân, nó biết nó làm con chó hay là con mèo hay con gì vân vân, thì chuyển say riết loài đó sẽ trở thành người. Còn loài người được làm người rồi mà để sa xuống địa ngục để trở lại làm thú đó thì rất uổng. Làm thú không phải một kiếp đâu, bao nhiêu trăm đời kiếp mình mới được lên làm người. Mà ngày hôm nay mình đã phỉ báng con người của mình không được, mình xem mình rẻ quá, vì mình nói bậy đó, mình làm bả đó, mình nói dối đó, mình nói dốc đó, mình nói láo đó, nói sượt đó, ai biểu. Thế chưa, mình không kiềm chế được cái khẩu mình là không thể tu được. Đó như vậy, nhất là cái ác khẩu, nhất là cái cửa khẩu đó. Hôm nay xin kính thưa tất cả, trong ngoài cũng vậy, anh em còn ở đây đó, ráng cố gắng mình lượng Phật hằng ngày, mình nín lặng khỏe, có việc gì thì mình gọi, việc gì thì mình nói, mua bán thì mình tiếp hàng nhỏ nhẹ, rồi mình cũng có chút nghỉ ngơi đó, như thế để mà mình định có cái sự việc mình làm để có đúng không. Không đúng thì đừng có làm. Mình kiểm tra mình, rồi mình biết tội mình, rồi mình tha mình, rồi mình chấp mình, chứ đâu có ai đâu. Nó trống trơn à, không có ai hết à. Cho nên bây giờ trong buổi cuối cùng này mà Bần sĩ đã trao cho quý vị, nhắc cho quý vị nghe chiếc đò ly biệt, cả hai chuyến đò, đò tiên, đò Phật rước không về. Chiếc đò ly biệt cận lê thê, sảy tay một chút về nơi nó, thấy không? Tây phương cực lạc lắng muôn bề, không về được chiếc đò của Tây phương cực lạc. Đó vậy. Ngay bây giờ mình còn sống, mình muốn gì? Dạ cũng muốn đi tu. Thì đi cũng tu, đứng tu, nằm tu, sửa đổi liền cấp, gấp liền cấp vì ngày qua mình còn nhắc cô ấy, chị ấy, mình còn cố chấp anh ấy, nhưng bây giờ mình hoan hỷ tha thứ hết. Tha thứ hết. Không động tĩnh gì nữa hết. Cơm một buổi chiều cũng được, bữa trưa cũng được, để mình ăn trái cây ngoài vườn, bẻ vô ăn, bất cứ vân vân. Thì đâu ai bắt buộc mình phải đem lên bàn cúng đi bán giành giật này kia nọ, mua sắm tất cả những vật đồ vô tri để đó, mắt mỏi miệng nói, tai điếc, thấy không? Cho nên bây giờ mình phải gom lại, mình phải tự độ, mình phải tự ngộ lấy bản thân của mình. Xin kính thưa quý vị, anh em của mình phải cố gắng để vượt qua cho được cái trận đồ trong quân tàn này. Mà cái trận này trời đã quét hết, quét trời sai binh tướng đó, dọn dẹp quét sạch sẽ hết được lập đời trở lại. Ngày xưa đó, tất cả các vị tiền bối chúng ta, sư phụ chúng ta nói không ai tin nè. Bây giờ cái nguồn tin đó nó đi đến rùng rợn, mà nó đi đến nó đã làm cho con người tê tái liệt. Để trị côn đồ giả mang, trị cướp bóc, trị người ta mà ăn thịt người ta đó, quỷ ma đó, còn mang tội mổ mật môi tim gan đó. Đó thì bây giờ đó cũng phải là quỷ, mà quỷ nó hiện sống như này thì trời phải tru, đất phải diệt thôi. Đó như thế, còn mình làm hiền đó, bằng tay này mình đi làm mướn đó, mình đi làm mọi việc sĩ nông công thương, mình trồng rau, trồng cải, trồng ớt, trồng hành, trồng sả hay làm cái gì đó. Đó thì mình ăn đó, mình ăn cơm dưới muối mà mình thấy ngon. À, còn đầy đàn đầy đống mà tội, không có chút phước nào hết à. Như vậy cho nên nay kết thúc là tất cả các vị bình tĩnh lại một chút, thầy cũng xin sám hối và nhận đi cái lỗi lầm mà bấy lâu nay đó, giảng buồn trong đó, tại vì không có học được một ngày nào thì cứ nói theo gió theo mây vậy nè, trên sai khiến mượn thì phải nói thôi, nhưng bây giờ luận lại rồi thì cũng hư sai, cũng hư trật. Cũng hơi có hối tiếc, chứ còn hối hận thì không có, đâu có làm gì ác đâu hối hận, hối tiếc. Thì ngay bây giờ phải cố gắng làm bằng cách nào cho xứng đáng để trao đổi lại với tất cả quý vị, và trao đổi bằng tiếng nói, bằng lời giảng của Đức Ngài, câu thơ thi giáo lý, không trao đổi bằng xác thân, và không trao đổi bằng cái nhà, cái chùa, cái gì hết, vì ta không có cái đó. Nói vậy mình thấy mình mới thấy người ta được. Mình tu cho mình rồi, mình mới có một cái tình cảm đặc biệt
đối với anh em, đối với chúng sanh, đối với đồng bào, đối với đồng chủng, thầy mình có dặn. Đó. Thì tâm lúc nào cũng phải đại từ đại bi, quảng ái để giúp đỡ, để chan hòa trong cuộc sống. Anh em của mình có chìm, có gì mình vớt lên, phụ. Có muốn mờ, mình sẽ diễn ra, nói, nhắc nhở. Còn người ta không nghe nữa, thì thôi, đó là cái tần số người ta bị quay về nơi cái chỗ cũ của người ta. Nói vậy, đừng để phí uổng, chết cấp gây, không có mang được một lời hay ý đẹp, không mang được cái tâm Phật, không mang được cái tính chất của thần tiên. Rồi, mình đi mang cái đó thì ngạ quỷ nó kiếp mình, nó tìm mình, nó giựt cái mà mình mang của nó đó. Còn này mình mang của Phật, nó đâu dám giựt. Mà mình đi hai ngã rẽ, đạo và đời, trần gian và tiên cảnh, đâu làm sao. Làm sao nó giựt được của mình. Cho nên mình phải ráng cố gắng. Bây giờ bữa nay đó, ngày nay đó, kết thúc để chúng ta tu. Ở đây có tất cả các diện nè, thần, linh, thánh, linh, Phật, để mà tạo dựng không biết là cái núi non này mấy chục ngàn tỷ muôn năm mà được tạo dựng được cái một cục đá, một hòn đá này ức triệu ngàn đó. Họ sống thiên nhiên, tự nhiên, mình lên mình có xa họ, mình gần họ, mình hít cái hơi thở họ cho mình ngắm con mắt mình sáng, lỗ tai mình bớt lẻn bớt điếc, và miệng mình nín lại để cho nó mát mẻ, để cái thần khẩu này mình nói ra ai cũng mến thương hết đó. Mình đừng có chọc ghẹo, chính mình chọc ghẹo nè, chính mình phá sản nè, chính mình ép đó mà mình không hay. Trời, thấy không? Sơ sẩy chút là quỷ ma nó mượn khẩu của tất cả mọi người hết. Đó vậy đó. Tới chừng mình tỉnh lại mình hết hồn, nó mượn. Nó mượn đừng quậy phá, nó mượn đừng mình làm một cái câu chuyện ép, chứ không mượn làm sao mình làm chuyện ép. Rồi ở bên trong mình nó xuất hiện ra chứ đâu. Bây giờ mình tu diệt bên trong liền cấp kỳ thì không còn sò mỏ nào mà ra được hết rồi. Mình phải tu, chứ không phải là cũng tụng kinh vậy. Nếu mà ở nhà mình thấy rỗi rảnh thì nhật tụng, nếu mình có thờ tượng, di tượng thì mình phải tụng kinh, trì kinh cho nó vui. Cùng là ma quỷ nó không có lợi, nó hiện vô bức tượng đó, quang đó, chứ không phải tầm thường. Còn Phật đâu có biểu mình phải tụng kinh gõ mõ, phải thuyền hai ngàn năm trăm mấy chục năm đó thì nó đã phai nhỏ hết rồi. Hồi đó theo Phật là tu thiền đó. Tu thiền có nghĩa là phải ngồi tĩnh tọa để tham thiền, để tưởng quán, để soi rọi, để nhìn thấy mức độ của mình, nhìn thấy trong tâm của mình. Mà cái tâm của mình bây giờ này đâu, đem cái tâm ra coi, nó không có. Nó đâu có ở trong này, mà không ở ngoài, ở trong, nó không ở chỗ nào hết mà nó có. Thấy không? Rồi cái tâm phàm á, nó gánh nó đi với cái tâm Phật, cả hai. Nếu phàm mình lấn hết thì Phật lu mờ. Mình phá sản, phá đi hình ẩn tượng của Phật, phá đi cái thân phận của mình là thân của Phật, thân của mình là thân Bồ Tát, thân mình là thân của thần, của thánh, của người xưa, chứ không phải là cái đời này. Đó, thì hôm nay thì phải nói rất cùng cho tất cả quý vị để tỉnh lại một giấc mộng đời cho nó sâu xa. Chứ không phải mà mình nghe ca hát ngâm giảng thì cái nọ đâu. Đó, thì như ngày kia qua nay đông đầy hết sức không? Nhưng mà lượm lại có được bao nhiêu người? Bao nhiêu người mà thầy đã kêu gọi đứng hỏi hoặc là chào về hay là lên đây vui mừng đó, coi họ cái mầm mống đó họ có cặm sâu vô đây không? Chỉ là bên ngoài thôi. Bưng sách đồ làm này kia nọ, nhìn cặp mắt biết, nhìn cái miệng biết, nhìn cái thần khí biết, nhìn cái địa quan biết hết. Đó như thế. Thì nếu mà không ai kiểm, không có thầy kiểm làm xấu gì vào trường thi. Cái cuộc thi này đã mở từ lâu rồi đó quý vị. Thi tài, thi đức, thi tài quả công. Mà mình đừng thấy là cái quả công đó mình bỏ gia đình mình, vợ con nè, đói lạnh nè, cha mẹ, mình vào chùa hay vào chỗ nào cũng đi chùa, cũng cúng, mình không có lợi mình công quả được. Chứ ai bắt buộc mình không cho mình đi đâu. Nói vậy. Nhưng trong cái đi tu đó mình phải hỏi mình tại sao mình tu đó. Thì sư phụ mình nói nè, theo Phật giáo phải tìm tầm cái lý, phải tầm sao ra cái lý, hỏi làm sao ta phải tu hành. Mình hỏi là mình đó, mình hư, bây giờ mình tu riết nên. Tướng nghi của mình không có một dạng hình nào của Phật hết. Mình Phật biểu mình mau tu niệm bồng lai trở bước, mà mình không có tu bồng lai, mình bồng bột.
nay vậy mai kia mốt nọ thì cái người mình còn đang lao sao lộn xộn, thì cái quả địa cầu của vũ trụ sắp tan rã đây thì nó đã lộn xộn lao sao, nó đã lưng trời đổ đất tới là do nơi chúng sanh, do quyết định của con người ra đó, chứ không phải tầm thường đâu. Trời Phật không có mắc mớ gì hết à, không có cái gì hết. Như vậy tỉnh đi quý vị, tỉnh đi anh em từ trong ngoài. Nếu lời của bần sĩ một mạc như thế này nếu có nghe được thì trăm ngàn lại trời Phật phò hộ cho quý vị. Có nghe được lời kinh tiếng giảng trong chùa đại đức minh sư nào cũng được hết. Có duyên thì quý vị cứ về ngay cái chỗ quý vị để tựa, để tu đi. Không tốn tiền tốn bạc đâu. Phật đâu có biểu đem 1 tỷ, 2 tỷ, 5, 10 tỷ để đắp cốt tượng hay này cái nọ. Đó là ông chủ chùa đó, ông đại đức đó. Ông muốn tất cả quý vị quy tụ về vì thấy tượng Phật mới lợi lại đó. Đằng ổng giảng cho nghe hay đọc kinh cho nghe để sám hối thôi, chứ Phật không có biểu. Mình đem được 1 nắm rau cải mình để cho bằng Phật rồi đó, cúi đầu về Phật chứng. Tội nghiệp quá, trồng có được 1 chậu cải à, hái rồi cái đem lên cúng Phật. Đó, thấy chưa, Phật đâu có đòi gì đâu. Mà Phật đòi lại mình mất mát đi cái tài sản tiền bối nhất ở trong cái lòng của mình đó. Mình có bủ vật bủ bối hết, phải ráng cố gắng kiềm chế lại đi quý vị. Bình tĩnh lại đi. Đừng sông sao nữa. Đừng ước mơ tôi tu cho lẹ, không lẹ được đâu. Mình qua cái đoạn trần này nó mắc gút nè, gai chông nè, cậm bẫy nè, thì mình làm sao lẹ được. Mình đi qua cái sông mà phải tìm chỗ nào cạn, mình lội dở, hoặc là biển làm sao mình lội. Mình phải chờ đò. Chúng con phải cố gắng đi vượt qua. Nó có một cái bờ. Nếu mình mê, mình ở dưới biển, mình tỉnh, mình lên bờ. Rồi chờ đò để rước mình sang cực lạc. Chúng con có biết không? Trong thời kỳ này mục mạc hết rồi. Bà định chúng đang khổ lắm con ơi. Mình mê muội rồi, mình nhào xuống biển. Mọi cái tương đi của mình ráng cầu, ráng nguyện ở bên trong, chứ đừng xuất hiện ở bên ngoài. Tâm của mình là tâm của Như Lai, là tâm Phật, là Đức Ngài Từ Phụ. Phải cố gắng hằng ngày chăm chú. Đừng có mê si rồi nghe quỷ hú ma la. Mình học đạo đó, chúng con phải rất chân thật thiệt thà. Năng chí học thì Di Đà đâu có bò. Học theo Phật á, Phật đâu có biểu mình đánh chuông gõ mõ. Mình giác ngộ ở tâm mình rồi, mình hiểu rõ đâu đây. Chính mình nay sửa mai xây, chính mình tạo phước thì đầy không bơi. Ráng cố gắng nghe lời bần sĩ. Phút cuối cùng ta chỉ đôi lời, chỗ nào thành rồi chỗ lại nào dơi. Nếu trò không nắm được thì tả tơi, một mình phải chịu đó. Chứ đừng có lại bái giáng sinh. Ngài cho mình biết trừ tự tình học tráo. Mình tiến đạo rất là mau, hay là mình quên cảnh, mê cảnh sáng giàu rồi lui. Màn trời chưa có tối thôi, còn bãi ngày nhật nguyệt, làm sao vui bớ đời. Tỉnh đi bớ bớ người ơi, thuyền tiên ta rước, chưa thiện ở trời đưa qua. Phải tu gấp đặng mà sống sót, màn này đây tạm mót đức ân, thì sao Phật mới chưa kể gần. Cầu sinh mà Bồ Tát chưa cầu lần nghi nghiêm. Ráng cố gắng thấy nỗi niềm mình sửa đổi. Mình ăn uống gì cũng sám hối đại bi. Xưa kia không biết việc gì, bây giờ con tính ngộ, con ghi lời thầy. Phải ghi chú để canh chạy mình học đạo. Mình hỏi là mình mi hết xạo chưa đấy, thì nghe ta giảng đạo thầy
ráng mà tu tịnh sửa xây trong lòng. Ai cũng muốn về rừng tiên, ai cũng muốn giữa bá tòng, ai cũng muốn giàu, muốn có nhưng quên trồng đạo nhân. Tới đây còn nghiệp cũ nghìn tấn, thầy trăng sáng tỏ quên cây đèn tàn. Không có gì hết á, chùa am ti thấy vậy đó, nhưng mà sao cũng bị dở dang. Đâu có gì mà đoàn tụ rồi phải, trời ban hết rồi tỉnh đi quý vị, để rồi coi cho được. Nhưng mà trước khi mình tỉnh tuồng á, mình phải bước tiến hồi quy. Sáng ra trí tuệ vậy thì để rồi nhìn thấy trần ni thế nào. Mình hiểu rõ đó, mình phải làm sao cho được. Đường khó đi mình lần từng bước nghe hôn. Bỏ lũa là đừng có bôn chôm, để nuôi chí nuôi hồn nuôi tâm tanh. Có gì đâu, bả định chung mà hằng ngày so sánh. Cứ dầm ngoài mãi bên đi ngoài rồi coi ba tánh như sao. Coi ai khổ cực, ai giàu, ai nghèo, rồi mình lượng làm sao cho mình. Không nên, mình có căn tiên nè, cội của Phật nè, nó chắc mình được đăng trình. Buổi quân tàng mình giữ thí, rồi cầu xin Phật ngài ráng ở trong tâm á, một phút không có nay, một giờ mình cũng tĩnh lặng nữa. Rồi thuyền quay trước mình, một phút kia cũng đi đến sân trình. Hỏi lại thân mình sạch sẽ hay chưa, dọn đi trò, dọn đi đạo, dọn đi Phật tử, không sớm thì trưa. Chưa trời còn nổi trận mây mưa loạn cuồng. Bây giờ vui đó, chút thấy đất thảm trời buồn. Mình ngồi rủ chí chưa tỉnh tuồng được đâu. Bây giờ bình tĩnh đâu đâu, mình còn mỏi mệt đưa câu mau nhiều lời. Tỉnh bỏ hết đi, đừng coi vật đổi nè, sao dời. Trăng lu mà sẽ bóng chưa tàn đời, tiếc xưa chứ bây giờ thầy nói như mưa. Giảng cho trò nằm sớm chưa hiểu gì, ai chê cũng được mà khen cũng được. Đừng xính đừng bị, đừng binh thầy mà bỏ đạo nhé. Không tam quy một mình, người ta mê không tình mặc tình, làm sao biết được thì mình ở đâu. Chứ bây giờ thầy nói đâu câu, biết thì cũng được mà âu thì vui lòng. Ráng đi đạo để nấu sọc áo dài, biết chúng con tu đã bị người bạc đãi vô cân. Lúc nào cũng có quỷ kề gần, lúc nào nghiệp chướng cũng trào dâng bớ trò. Phải cố gắng để lo trả nghiệp, trả thấy cũng đau lòng đó. Nhưng có dịp được may, nợ đòi trăm nắng ngàn cay, thì ta mới biết là nợ nay của mình, không có của ai hết đó. Đừng có cầu lại bái rồi xin, rạng rỡ chính mình rồi nghiệp quá tiền khiến. Cố gắng tu đi, mình về miền tiên Phật cảnh. Cố gắng làm, mình thọ lãnh được phước ân. Cố gắng đi, về Phật rất là gần. Đừng nghĩ nữa từ tầng hay sợ. Chúng con biết không, ai rớt ở đây nó cũng là có nợ Phật mà. Thấy không? Còn xuống hồng trần đó, nhưng Phật nhớ đường về. Còn mình lòng giả tái tê, xuống rồi ngu muội bồ đề mình xa. Chứ mình cái gốc Phật đó, cũng người ta, cũng nhân duyên mình có, rồi Phật đà mình mang. Xuống đây đó bị ma quỷ phi tan, biến ra nhà cửa rồi lụa vàng xa xế, làm cho bớt nẻo chưa đường về. Cho nên mình ở lại chưa nặng này, biết bao đường sanh tử không có sao đâu, đừng có sợ. Ai cũng lãnh một lần
ráng nhớ đừng buồn. Mình có sợ nhiều đó thì mình lý đạo bị điên cuồng, đừng có sợ, đừng có trông triệu muôn vạn ức. Ngồi tu tịnh đi Phật đã trợ lực, còn ra chiều và miền đừng cực khổ than gian. Lên đò thầy tổ trang quang, thầy bơi qua biển không nghìn ngàn bớ trần, ráng cố gắng đi về lần mới được. Về bằng trí minh nè, bằng tư tưởng nè, bằng vượt khó khăn. Đừng nhìn thấy ánh sao văn, phút giây rồi mọc rồi thăng rồi trầm. Phải ráng tu đi, mình đã có viên ngọc đó, mình cầm, mình bỏ quên lạc mất à. Sai lầm nguy cơ, tại mình trách ai bây giờ, tại mình ngu muội không tôn thờ Phật tiên, thờ ma quỷ. Nhưng phách lối chính chiên hồ quang, mình thờ yêu má mình, mình tưởng bản chung tình. Thấy chưa hư hoại chưa tại mình, bây giờ sửa lại bước đăng trình gần bên thầy nguyện. Trời Phật chứng miếng cho con lại một chiếc thuyền vững chân. Lại trực Phật hộ cho dân kỳ chót, hộ cho bậc hiền lành để sống sót ta tu. Chết đồ cái thứ dại ngu, còn hung còn dữ còn mịt mù tối tăm. Hãy nói ra là giết là đâm, là thù là hận nhiều năm vẫn còn. Thì đá trên là một tảng hòn, nó lăn, nó đè chết không chừa còn một ai. Còn biển kia sóng bủa chưa dài dài, thị triều nước lớn dừng ngay tối trời. Như thế đó rồi mình có chết giữa dời không đạo. Không phải nói đây để rồi tạo hâm he, nói cho mình tu rồi mình ở tốt trời Phật che. Đặng tu niệm mùa hè tránh nắng, rồi sắp tới ngày đây thầy nhân, nếu trúng cơ đạo bây giờ rồi hè đang khô khan. Nước nào cũng khổ cơ hàng, nước nào cũng chết phi tan sát trần. Nó bây giờ thì sung sướng quá đó, trời ban đó, ở phía hướng đó đó, rộ rộ rần rần. Còn hướng mình cực nghĩ khổ, chia sĩ bằng khuyên thú, chúng con ráng nha. Đừng có tu lu bù không có được, phải chính hướng lại đi trò, để vượt bậc thần tiên. Mãi tranh nghèo khổ không tiền, tiền đời mình có, còn tiền tiên đầy mình. Ráng cố đi, đừng ăn xin ăn mày nữa. Cực bây giờ sao mình tựa bóng đà, sau này con trở lại nhà thiền tiên tiền Phật vậy mà làm sao ăn không hết đó. Còn ngọc ngà châu báu đá bao, đi đâu cũng gặp ngọc, rồi ngồi đâu gặp vàng. Còn bây giờ mình mê chí rồi bỏ họ nè, bỏ hàng nè, đó. Rồi mình mê chi mà mình phải khổ muôn ngàn đó thay. Có ăn một bữa cơm nhai hay là rau muối, rồi không rước rai lòng từ. Mình ăn no chút đi, rồi á rồi ừ. Ai nói cũng được, ai cười mặc ai. Còn mình mặc áo Như Lai, áo Phật mình bận mà hai vai gánh người. Cố gắng tu đi để vui tươi trong dạ. Kỳ này nếu ai còn là Phật đại ân xá, nghe chưa? Khỏi quỳ, khỏi lại trình thưa, lúc nào mình cũng có mãnh lực sớm trưa đại hùng. Rồi Phật dẫn cho mình qua biển, qua cảnh không trung, đại hùng, đại lực lô đại cùng mơ tử bi. Con ơi, thầy đã xét si, thấy đời như vậy rồi đi chỗ nào, tránh ở đâu cũng không được hết. Ngày hôm nay giặc trời đã bủa đã bao,
bốn phương tám hướng chỗ nào cũng vậy. Bây giờ tớ lại chưa gặp thầy, ráng tu ráng tịnh sau đây sum hoàng. Giặc trời đó, khi chết hết cả nhà, cả nàng, cả xóm hét la còn gì. Giặc trời đánh lại em đi, không có bệnh hoạn mà chết đi, đầy đường thấy không, chết chưa hết để trung ương Phật lập. Chết sạch trần rồi đó mới gặp được tiên ra. Ngày nay ở chốn Nam gia, công đời tu niệm rồi Phật tha cho mình, miệng sung sót thôi, để làm một con tin nhanh lẹ. Nếu mình còn đó, mình chia sẻ vui buồn, chia với ai, chia với vị điên cuồng. Tu không hiểu rồi muốn đời thất thế, mình tu niệm đâu còn thân thể, mình tu hành rồi đâu mửa kế làm chi. Cứ ngồi tu niệm mau đi, có gì ăn nấy rồi từ bi học hành. Học tiếng nói rất lành, học lời thơ rất đẹp, học Phật dành ngồi cho, học mẹ gì mình đừng sợ đối với nó. Không tranh giành tranh chấp rồi mình lo tu trì, đem ra hết á, tâm thì mình trống lộng. Cuộc thi kỳ này ai mơ mộng tiêu tan, mơ chi ở tại chưa trận hoàng. Mơ về mà cõi tỉnh chưa có làng Tây Phương. Mê khổ sở đó, mê cao cường danh vọng, mê làm sao ta mơ mộng của tài. Bớ tất cả thí sinh, học lực, học quý, học chữ ngày nay. Đừng mơ tưởng nữa ai hoài uổng công. Đừng có ngồi ở đây đó, mình ở suối mà mê ở dòng sông. Đừng dòng sông mà mê biển, rồi rừng đồng mê cây, không mê nữa. Mà mình tu đi, rồi trời Phật đã chuyển xây, đưa mình tới đó chưa chỗ nào muốn tu. Sau đất Phật mình ngao du rộng rãi, người của trời không có bạc đãi vô duyên. Đó làm mình được lên chiếc thiền tiên, đừng lên đò ly biệt rồi quỷ khiên. À, thì cố gắng đi nhôm. Đồng đạo bên kia bên ấy cũng vậy, giữ hạnh đạo tự bi. Rồi mình ngồi, mình tỉnh đùm, mình xét suy biết liền. Hối hận quá, con xưa quá dữ, nay con được làm hiền. Nhưng con chưa đáp ứng được cho phổ truyền đôi câu. Hiền lành chưa được đi sâu, và con chưa được đạo đức trọng lâu Phật trời. Như thế đó là Phật ở sai dời cũng chứng nữa, cũng cho mình vì cảm ứng chứng minh. Mình tu mình độ thân mình tu mình sáng được kết tình với ai. Chứ bây giờ Phật pháp kệ dài, đây là sư phụ một mai về thuyền. Sư phụ độ mình đó, mà mình không biết đó, mình nghĩ tứ rồi lại nghĩ riêng. Mình còn buồn, còn giận, còn phiền sân si, hỏi trò tu đế làm chi. Công thầy dạy dỗ mình đốt như lửa phương phi cháy rồi. Ráng làm phước đức đó, đức phải bồi mãi mãi. Đừng có nói một lời bạc đãi vô duyên, thì cái đức kia hay phước nọ biến liền. Nó thiêu hủy như rừng kia cháy hết. Giúp đỡ người mình đâu có mệt, mình sung sướng vô cùng vì tới chết không mang. Cho người một chút của gian, đó là mình nhẹ lên tràng phan báo đời. Lên trên đó đó, của Phật của trời. Nhưng mà mình không được nhẹ đó, mình về thời được đâu. Đêm nay thầy nhắc đôi câu, bài này kết luận không lâu, nghe trò phải cố gắng đi, đừng có bị so mưa tạt. Mình cứ chắp tay cầu rồi mình hưởng hạt sương rơi.
nhất là đừng có đua chơi, nhất là mở miệng trong lời phải uy nghiêm. Người tu ngày tháng cùng đêm, tu hoài tu mãi rồi tu thêm đắc thành. Ai trước mắt đó, ai giành ai giật, thì tội nghiệp cho người họ cực quá rồi. Họ mang làm chi cái sự tanh hôi, mang tính chất bẩn tội thêm mệt, rồi mang mãi cho đến ngày đại chết. Chết xuống cổ tiền đài đâu hết tội mang. Còn ta biết được đạo tràng, ta nghe lời sư phụ chốn trần gian tu hành. Sửa đạo lại cho lành đừng rách, sửa đạo nhân đừng ngăn cách mọi người. Giúp đỡ nhau ta được vui tươi, mà cứu nhân thế là người tiên Phật thanh. Nghe cho rõ đi trong ngoài ba tánh, thì thờ thơ này răng cú cánh làm sao. Niết bàn không thấp không cao, nó ở cùng chỉ tâm nào của mình. Ráng cố gắng đừng cầu xin ai hết, đừng nhìn thấy cái người kia mình mỏi mệt lắm rồi. Học nhân học nghĩa ráng bồi, học chơi với bạn bạc tu rồi hơn ta. Phải học hạnh Bồ Tát để Bồ Tát thứ tha. Học hạnh của bà mình được sáng trưng, đừng học với cái bậc mà khi vui nè, khi khóc khi mừng, rồi tâm mình không được chấn hững hằng. Học theo cái thối đó đó, mình tu mãi tu hoài, tu không đắc đạo mà mình thài lái thế trần. Bỏ đi đạo chí, bỏ đi cơ bản, nghe lời thầy dạy từng tầng sang năm. Chứ đờn kêu rã núi ông Sam, đờn kêu ai biểu chứ thầy làm thiện nhân. Đờn kêu Phật Pháp kề gần, mà người không biết tân dân kia kìa. Đờn kêu chút nữa chứ Phật gì, thầy mình rồi kề cận chứ bên chứng tri. Đừng kêu dối giả làm chi, trời mùa mà sái tiết tu đi. Bơ trần tu đâu có kịp nghe dân, bây giờ mình ngộ chưa tương lần thì nên. Ngộ tức thời gấp bên đi gặp Phật, đừng thì kêu các bậc sâu xa. Rồi đây chết hết cả nhà bệnh đau tràn ngập, rồi lụa là làm chi, hay là son phấn làm gì, trét tri cũng uổng rồi đi cùng tàn. Đợn kêu lắm bạc cùng vàng, hai bàn tay rắn rụi tàn bỏ thay. Đợn kêu có tướng của Phật thầy, xuống miền đại sự giờ này khuyên dân. Đợn kêu xa lại rồi gần, đợn kêu bên tấn bên tầng cũng nghe. Đợn kêu hiền hậu che chở che, dù cho thay đổi mùa hè không sao. Đợn kêu lắm bệnh nhiều đau trái trời, đã rải xuống ao bùng lầy. Đợn kêu nói chuyện chứ tao mày, ai sanh mà cũng chết chứ ai ở đây rồi cũng mở lưng. Đợn kêu đừng có bỡ bưng, dẹp đi cái tánh cúng dưng cao cầu. Đợn kêu có được gì đâu, ta là mà con Phật với dân hầu của tiên. Đợn kêu khắp cả trần miền, đây rồi hung dữ nó điên nó cuồng, từ đây nó lập cai tuồng, giết người mà ăn sống chưa loạn cuồng còn đâu. Đợn kêu bể thẳm quá dâu,
lần tai tính lại không lâu bớ đời, đần kiếu nguyệt lặng xa vời, đần kiếu bụng rụng chưa bởi giờ rồi hai ở tay. Đợn kêu không có con nhai, bây giờ mạnh giỏi thài lai trăm bề, đợn kêu sao chẳng chịu về, hướng đi mà hướng thiện cho bồ đề hội quy. Đợn kêu đừng vội nghĩ gì, từ từ rồi thấy rồi thi nghe trò, mau mau thầy chở chưa lên đò. Về miền rồi tiên cảnh chớ hát hò vui tươi. Đợn kêu đường xa không ngờ, chợ không ngờ bán vui tư chỗ nào. Đợn kêu đây tới chưa ác ào, bị trời mà tru đất diệt chưa đông mà bào tỉnh chưa. Đờn kêu rên khóc như mưa nhưng mà lãnh lĩnh chứ bình bừa nào say. Bình trời hiện xuống chứ ngày nay. Trụ di tâm thọc mà cả hai không chừa. Ai trung ai hiếu sống trưa thì còn tồn tại thầy đưa lên đò, còn không chết ngọt suối cò. Nói năng mà không được rồi lỡ chứ nổi gì, chết liền mà cũng đỡ chứ từng khi, chết mà không chết cái nằm lý than rằng. Tới đây nhiều sự trời hằng, nhiều cơn mà trừng phạt như mây giăng mấy miền. Tới đây phạt của chứ phạt tiền, phạt dữ chứ còn hiền, hung ác chứ trắng tay. Chúng không biết quả giấy nào kể, ta tuôn dòng mà nhỏ lệ rơi rơi, vì ta ở cõi chứ chân ở trời. Thiên hoàng mà coi sổ đang lập đời thương quân, ai có chí đừng sờn ráng học, công của ta cực nhọc chứ nhiều rồi. Gửi thơ thăm hết chi thằng ơi, thăm ngự có chí cho trẻ thời chùa hủy mau. Thăm người thấp chẳng thăm người cao, thăm người nghèo khó chứ sang giàu bỏ trôi. Giàu biết đạo được ngồi tu niệm, giàu không lo cần kiệm trao thân. Giàu mà không thương mến nước dân, giàu gì giấy chớ ngàn cân ngọc ngà. Trời thu cửa rồi lại thu nhà, thu tiền thu bạc mà thu ta tiêu hồn. Giờ thanh tịnh biển còn sắp lặng, bài biệt ly thầy tăng nói ra, chiếc đò đi biết vậy mà hậu quan thầy thấy chối là không say. Nó rước hết gái trai không bỏ, rước những người không tỏ chứ quyện ở cơ. Rước ai còn mịt chứ còn mờ, xưa kia mà làm ác chứ hiện giờ ác luôn. Nó đang rước lễ tuôn đắm chai, mờ phần kia rước bãi hết rồi, còn chờ một chút dân thôi. Dân mà biết niệm rồi về ngồi Phật đường, thuyền đại đạo phô trương rước đạo, thiền tiện kia dông bão không cần.
thiền tiên thiền thánh chưa hiện thần, đợi chờ các vị quy lần về ngôi lên thiền đạo làm tối cho Phật. Về thiền tu siêu bậc phàm trần, thiền tiên nay đã kề gần, chiếc thiền thầy lái từ tầng sang đám. Dù khổ cực thầy cam một lát, đất tòng sơn dĩ bác chưa thượng trì. Nhớ rồi chưa được ra đi, một ngày ta trở lại chưa vậy thì đặng thăm. Thăm đất Phật, núi non hùng dĩ, thăm những người thế kỷ đã nói. Rồi ta về cú giống nồi, coi ngài có gửi lại chưa thiệt thôi gì không. Gửi thơ ta cho lòng mát mẻ, đâu phải ngoài mà vẽ mà duyên. Gửi thơ ta phải lấy liền, đặng rồi bơ một chiếc thuyền hạ quân. Giờ thanh tịnh không sờn cực khổ, cầu lý kinh bối bố khắp ba trời. Bây giờ sắp phải chơi với định thuyền mà quay bước chưa ngồi trời còn cho. Biết nghiệp tội mình lo mình trả, biết nơi đây cái quá chưa địa cầu. Bây giờ sắp sụp hố sâu, trời tru đất diệt rồi ẩu lăng cù. Phật đã nói ngựa tu tồn tại, vào sân kia nịnh bái cũng không mà còn. Bây giờ tỉnh dậy nghe con, ông thầy về dạy cho chúng con nghe lời. Đâu có dạy cái đời mục mạc, nói cho hay gió tạt mưa gào. Trời trên tắt lặng trăng sao, bảy ngày tắt hết đặng nào kiểm tra. Kiểm dân chúng từng nhà từng bước, thấy chưa người đâu được bình an. Núi non còn rã có hàng, biển kia ngưng nước không mơ tràn rồi không mơ dưng. Vì đạo Pháp chưa hưng chưa thành, thầy nói cho mưa tạnh chỗ nào. Mình chưa hưng đạo làm sao, phải thuyền phải tịnh chứ mau mau hối mình. Phải sám hối cầu xin không được, hỏi đã thúc ta phải vượt cho qua bờ. Mấy lâu con quá ngu khờ, dù mình ăn mất hiện giờ làm sao. Ta xuống chốn Nam Trào không biết, tưởng là ta làm tuyệt cho đảo màu. Nào là chôn đảo hố sâu, có ngày ta mất rồi đem tấu với thượng hoàng. Ta xuống đây có hàng viên giác, cùng thanh văn Bồ Tát chứng minh cớ, không phải nói một mình. Làm sao mà nói được chưa đăng trình cùng ai. Hiểu chưa trò đắng cay phải hiểu, tỉnh đi người đúng điệu tiếng đờn. Từ đây sông núi không sờn, dù cho cực khổ chứ không mờ hờn vẫn vui. Vui giờ cảnh tối thui sắp tới, vui để chờ đời mới trời ra. Đừng vui với bãi tha ma, mình vui với gặp Phật cho phổ đà sơn ở đây. Đời có một không hai quý vị, thầy ngồi đây mai trí liền liền.
làm sao đừng náo đừng phiền, làm sao giá lại cho chiếc thuyền nghèo sơ đang chở khách qua bờ đuôi gót. Cạn sông rồi dịu ngọt từ từ. Xin thưa tất cả mỗi người, trăm ngàn lái bái Phật từ chứng minh. Hôm nay thì buổi cuối cùng rốt ráo, thầy xin tặng cho tất cả các quý vị trong và ngoài nhớ một câu nói là nếu mà người ta tin tưởng và người ta có chí và ta có cái duyên đó, xem như ngọc ngà châu báu đi mua được nha. Chứ cái tiếng nói này không thể lời nói nhắc nhở cho mình là đại thần tiên đó mà mình không biết. Mình là con người mà được ngài Quân Hạ, mình được gặp tăng ni hay là gặp các vị đại đức thiền môn nào đó nhắc mình cũng là đại phước nữa đó. Rồi hôm nay các ngài thiền bố của chúng ta, sư phụ chúng ta đã trở về rồi, còn lưu luyến thấy trần gian này đó, còn hộp lệ xin xuống đây để tạm mượn sắc thân trần để khuyến đạo khuyến thiện. Nhưng mà chúng sanh không biết, không hiểu gì hết. Phải ăn món ăn này phải biết cái khẩu vị mình ngon hay dở, mặn hay là chua hay chát đó, như thế. Còn mình ăn mà không biết gì đó, cũng như mình ăn chay không biết, thì bình thường ông đậu khùng ông nói như khỉ ăn bần nhai nhốt nhát, không biết trái này trái gì đó nè, nhai nhai vậy rồi nhả đó, như vậy đó. Thành hôm nay thì cộng chung lại tất cả, chứ không phải là nói ở đây mà nói ngoài kia, nói chỗ nào, nói trong cái bầu trời này, nói trong cái bốn biển năm châu. Để mình bình luận, để mình tu, ta nhắc được mình là mình quý rồi, còn phủi tay còn chửi nữa thì chết rồi. Mình chọn con đường chết rồi đó, thấy không? Ơn mình không trả, không mang mà mình còn phủi nữa. Nhưng mình đi vậy nè, có con sâu hay là con kiến bự lắm, nó đeo đằng sau, cái chị khi chị đi lại chị nói xin em ơi cho chị phủi cái lưng nha, mà chị khi chị quản chị không xin, cái chị phủi đại gai là quấn chị gần chết vậy. Nói chị giật đồ. Rồi lợi sử đó, con sâu ba lớn vậy nè, con sâu ba lớn nha, với một cái con gì bự nó đeo á, tôi phủi nhưng mà tôi vô tình á, tôi vô tình tôi không có kêu xin, tôi phủi xuống mạnh quá, chỉ sợ tôi giật đồ đánh tôi về thôi, thì có lý rồi. Đó có hai cái gì, hai cái nhân vật ta nằm đó đó, thấy không? Mình cứu người mà phải mang quả mà không mang thì người ta đợi ta thấy công chứng đàng hoàng, đâu có mang đó. Còn mình tu mình bị nạn nó cũng có người lợi cứu mình, họ nói mình, họ giải dây mình hết nè đó, không có sao hết đó. Đó nó tôi sợ ai, và sợ chồng tôi không cho tôi đi tu có đâu. Mình vẫn tu, mình tu mình thương yêu nó nhiều hơn nữa đó. Mình thương người chồng này còn mê muội quá, không có lo tu hành mà lại nói tiếng sổ sàng mà đánh mình quay nữa, đòi nợ quá thẳng đó, thì mình thương vậy đó, thấy không? Chứ bây giờ này mình đã có tình với Phật pháp rồi, tình Phật pháp sâu đậm lắm quý vị, không thể nào bỏ được, không thể nào xa được hết, nặng sâu lắm. Đó như biển cả mênh mông á, hơn nữa, nhưng ông trời vĩ đại đó, chứ không phải tình Phật pháp mà cạn đâu. Cho nên mình phải có duyên, tình duyên Phật pháp, thấy không? Có tình đó, làm tình đâu có duyên nữa đó với Phật pháp. Đâu cái tình thương Phật pháp nó suốt cuộc đời mình không bao giờ vơi, không bao giờ đầy, mình thương mãi thương hoài, cũng như Tây phương cực lạc lắm là vui đó, nó đâu có buồn. Đó, mình lên đây cõi thượng rồi là không có gì buồn, còn ở dưới địa ngục mới lên cảnh hạ giới này, bây giờ thấy không, mỗi cái gì cũng khổ hết á, ăn cũng khổ, uống cũng khổ, ngủ nghỉ, rồi để yên cái thân xác này sao ghẻ chốc bệnh tình, bị thương, bị bệnh, bị này kia nọ đó, vô bệnh viện đây hết trơn à. Đó thì quý vị nghĩ như thế nào, thấy không? Hãy xuống đây là bị cái dũng bùng, cái bãi trong gai đó, rồi một cái rừng rắn cọp beo thú cầm đó, như vậy đó. Cho nên thầy nói là đúng lắm, cái con nghiệt thú đó không phải là con thú kia đâu, mình nè, mình ác nghiệt nè, mình ăn tươi nuốt sống người ta đó. Cho nên có con nghiệt thú nuốt mà chẳng dung, chưa nói là nó nuốt mình rồi. Cho nên mình người cư sĩ tu sĩ cũng vậy, mà tu sĩ thì thầy cũng dám nói gì, người ta có cái bậc, có cái cấp, ta ở chùa rồi, có các ngài khuyến dẫn người ta, ta có cái nội quy, còn mình chỉ có cái
thanh quy và lục quy của mình thôi. Nhất là cái lục quy và cái thanh quy, thanh đạm, chiều buồn, học đạo nhân, học lực, học tu mới kề gần. Học hoài, học mãi không có nghỉ, học tránh cảnh này kiếp phụ vân. Học tu ngày tháng chớ bỏ qua, học kinh, học sử, học Di Đà, học lời tốt đẹp để ta nói, ta nói gần rồi lại nói xa. Biết được đạo rồi hơn báo châu, mình hỏi mình tu để ngọc đâu, ngọc ấy ta đang chìm ao nước, có một ngày lành móc ngọc lên. Người tu khổ hạnh chớ thiết tha, tu niệm trần gian khổ đấy mà, năng học tu hành sao đắc đạo, đắc đạo về miền cõi hạ sa. Thi phú giờ này của ai đây? Của chư tôn, của Phật thầy. Ngài ban rải xuống như bông trăng, chúng sanh mê ngủ chốn bấy chày, không tỉnh để soi để học hành, không hiền cứ hỡi mua lợi danh, làm sao tồn tại mình thấy được, kinh giảng ngày nay lý học rành. Tu niệm kỳ này ráng cực thân, hành đạo tu nhân Phật kề gần, đặng cho người thấy người yêu mến, đặng còn xứng đáng hỡi đợi tân. Ta ở chỗ này kiếp phù dân, lẫn tắc nay mai phủ dữ bần, kêu chi khúc khích rồi cũng mất, có còn đừng tập giả cùng dân. Ta sống tự nhiên thấy mái trời, sống hoài sống mãi bởi dân ơi, sống thêm hiểu lý thầy băng dặn, đặng mà tu niệm được thảnh thơi. Thảnh thơi rồi biết nghe đạo tâm, phải học phải tu để âm thầm, đừng vì đời tục ta lâm nàng, họ có nói gì giả điếc cầm. Thầy khổ nhiều rồi bơ chúng sanh, có nghe quyết chỉ phải làm lành, đền ơn thầy tổ cùng xá tắc, cụ mang mấy kiếp gọi quá rành. Thị thơ giáo phú của hỡi ai, của bậc tiền xưa của đức ngài, khổ hạnh tu hành ôi mấy kiếp, bây giờ còn phải chuyển cùng lai. Nếu không bỏ chúng chết hết sau, sống bùa ngoài kia dậy ba đào, thương nhân mến vật làm sao hạ, khuyên lý tu hành đạt quả cao. Đặng trừ, đặng khử lũ ma tinh, nó ở đâu? Ở trong mình. Ráng tu mới thấy, không tu chẳng. Ai nói thầy giờ để cho tin, biết được tâm ta chưa hải hà, một câu niệm Phật cũng bỏ xa, không gần mũi nữa ai chỉ đó, Phật chỉ cho mình quỷ cùng
mà nói tiếng hiền lành đó Phật tin. Sân si thịnh nộ thấy không hiền, là ma là quỷ còn ai đó. Đạo chỉ ra ngồi lý thầy khuyên, mình tốt hiện giờ của Phật trời, mình xấu của ma tấp mọi nơi. Đổi thay thay đổi về cho gấp, để hé chân trời lệ mình rơi. Tạo duyên tạo phước chẳng đắm chìm, tạo tu lượng Phật được tịnh im. Đừng tạo hung ác trong đêm ấy, mình bị khảo tra lực kém kém. Đừng lừa bá tánh lợi chúng sanh, đừng gạt cùng nhau để lợi danh. Người người thấy đó mình đã giết, mình giết bằng giờ quá hôi tanh. Thơ phú thi thơ ta quá rảnh, gợi cùng đại phước chị cùng anh. Trong ngoài ráng nhớ xem cho rõ, cho rõ mối mang thuyền quá rành. Đức đức trồng gieo cây mọc lên, phước kia phải đắp gọi là nền. Tu hành sớm chiều đường giải thoát, khổ cực bây giờ học nên danh. Cực khổ không màng miễn cứu dân, ở trong xã hội mình là bần. Tuy nhiên nghèo khó mà siêng sân, giúp người giác ngộ lại ăn năn. Đêm thanh tịnh buồn hiu rừng thiên câm, ngồi ra thơ mà gẫm để nghĩ suy. Tội gì đâu trời Phật say đi, Phật rơi lệ trong thời kỳ mạc hà. Dân chúng ơi kỳ này ngài ân xa, mà không chịu quay đầu về là cao cả biết dường bao. Có tội chi mình sám hối bôn đào, mình tỉnh ngộ mình tu mau cho lẹ. Rừng núi ơi trong đêm buồn ta sáng sẻ, gửi ở tha phương cô bác trong ngoài. Học lý tu phải học hoài hoài, cho chánh đáng đừng có lai tà đạo. Mình học tu biến mất rồi diện mạo, không có đẹp sinh sắc thể nơi trần, mà hồn được dạo cảnh tiên. Đổi đi sớm bạc chiều tiền, đâu bằng mình thành Phật thành tiếng chỗ này. Đổi đi quý vị, để mình gặp tiếng, gặp Phật, gặp Thánh, gặp Thầy. Mình xa chỗ bùn lầy nhờ Phật dớt lên. Tỉnh đi rồi hãy đừng quên, nhớ lời bần sĩ kể bên phút cùng. Bần sĩ biết chứ, ai đâu quá lạnh lùng bậc mô Phật. Cầu cho người ấy bỏ đi cái tật bệnh trong tâm, đặng lo tu giả điếc giả câm. Còn bần sĩ không hầm giận vui, đêm thanh tịnh rừng sâu trong bụi, chắc cũng có chư vị chư thần đồ lỗi cối ngồi nghe. Gió ơi như tờ măng the trần gian, ai chở ai che bây giờ. Thần giống bảo gió ơi bớt lời, biết rằng
Bên trời sai đâu thì đánh đó không ngừng. Ta cầu xin giữa núi giữa rừng, tha hiền hậu vì Chúa chấn hưng đạo hành. Để họ sửa hằng ngày bên cạnh, để họ tu rồi so sánh được liền. Ngay bây giờ chúng mới làm hiền, đợi mặt hạ Phật tiên thông cảm. Vì tu không được bụi đời qua am, dù mình quá đặt giày rồi, rồi mưa dám như sau. Thầy xin các vị bốn đạo thần dòng bão gió ngày nào nhẹ thôi, giúp nhân loại, giúp đồng bào xét soi vô kỵ. Ngày hôm nay anh chị quay đầu, trong một đêm buồn tại miền núi Canh Thâu, thầy than thở rừng hầu còn đổ lệ. Dần đã ơi ở đây sớm kinh chiều kê, ta ngồi gần tưởng nơi chính bệ thần tiên. Đá rừng cục đá thiên nhiên, một ngàn năm muôn thở ai đến khiên được giờ. Hưởng không khí chất của núi bên bờ, hưởng lành hưởng tốt hiện giờ sừng răng. Núi non như ánh phố đà, ta nhờ thần đá chưa vậy mà thần tấn. Giúp ba tánh được ngồi gần cầu nguyện, họ không biết gì họ đi họ bị chuyện cười vui. Còn ta đến đây ta rất ngậm ngùi, thấy tảng đá không vui đang sừng sừng. Mấy ngàn năm mà người còn đứng, mấy ngàn năm muôn đời còn vững chắc như như. Trận đồ chắc sẽ hoài hư, đã còn tung đổ thì người còn hay không. Bây giờ ước lượng mình mong, núi rừng nghe thầy giảng rồi trống trở về. Giữ chỗ này cho ta đi, để ta trở về con đò ta đã dở rồi bên đi bờ về quê. Giữ giùm cho đây đi thần núi ơi, để chút nữa ta về. Bây giờ còn nghiệp quá nặng nề đò đưa, biết sự khổ mây mưa dùng vậy. Chiếc đò thầy rồi lừng lấy treo bơ, non đài đâu phải nói chơi. Ta đây lãnh lĩnh Phật thầy Tây An, xuống trần tục, xuống nơi lân bang tổ quốc, xuống tại sơn hà mà nước Việt Nam dương. Vậy mà không có người thương, thì thờ một bụng không phô trương làm gì. Biết được khổ mình phe chi để mất. Thầy dặn rồi, dù con có tật có nguyền, cũng mang tâm lành tánh tốt thần tiên, để cứu thế để bình yên tự tại. Điểm thanh tịnh ta nằm nghe gọi, tiếng của thầy nói làm tôi mỏi nghe con. Bây giờ trăng phiết sao tròn, sau này con về bay núi năm non sơn tòng. Xong việc thế đó con cứu dòng cứu dông, cứu người lành biểu đừng có mơ mộng chi xa. Kỳ này do lệnh của cha trầu tru, đất Việt bái tha ma hết rồi. Ráng tu tịnh nha, thầy ngồi cực lắm. Thầy kết thúc trong chương trình này, ráng sĩ gẫm đặng tu. Ngày xưa mình quá, mình ngu, bây giờ trăng sáng mờ lu khôn rồi. Khôn để đứng, để ngồi, để biết. Khôn để ta tiêu diệt tâm tà, đem Phật Ngài tịnh độ hà sa, đem lý đạo phổ đà vào tâm tánh. Khôn để biết ta đều phải lánh, cuộc đời tàn ấm lạnh gì đâu. Khôn đi thầy giảng đôi câu, đặng trò nắm bắt rồi thâu vào lòng. Thầy chưa được yên tâm để trở lại bá tòng, để du dương tiếng nhạc, để đem mì lòng tình thương. Ở đây khổ sở muôn đường, lên non xuống vịnh làm gương cho đời. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay cuộc cuối cùng đó, thầy tặng rất là tốt. Quý vị cẩn thận để rồi mình trao lại cho anh em.
đừng cẩn thận tâm từ bi hiện ra, mình làm sao cho ánh đuốc Phổ Đà mình đã có sáng rọi để giúp được người trong buổi này, anh em của mình ở gần hay ở xa, không phân biệt nghèo hay giàu, không phân biệt đó, để dâng lời thầy mình đã đi kết đoạn đường, kết thúc đoạn đường rồi nha. Thôi như vậy thì thầy xin chúc lành tất cả các vị ở đây trong cuối cùng thầy mỹ mãn và hộ pháp cho thầy mình tất cả được an vui để tiếp tục chương trình mới đây. Nếu có gì thì chương trình mới mẻ nữa mà còn sống thì quý vị sẽ tiếp tục nghe được dòng thơ của Đức Ngài, sẽ thay thay đổi đổi liền liền đó. Vậy vậy thì thầy xin cảm ơn hết tất cả và quan hỷ hết tất cả, trong và ngoài cố gắng để tu thôi, đừng quà mọn gì cho thầy hết. Đó, như thế thầy chúc lành hết tất cả và trong năm mới mùa xuân vẫn còn như vậy thì mình phải ráng cẩn thận để lướt dầm cho mau để trễ. Thôi cuối cùng thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bửu Sơn Kỳ Hương. Đức Ngài cúi đầu đảnh lễ, mang ơn đầu đội dây mang. Nam Mô A Di Đà Phật.